Người đàn ông từng khiến Triều Lệ Dĩnh si mê, hết thời, sự nghiệp tụt dốc, cuối cùng quyết lấy vợ, sinh con. Triều Lệ Dĩnh trước khi lấy phùng thiểu phong từng rất mến mộ người đàn ông có tên là Mã Khả. Mã Khả đẹp trai, diễn xuất thực lực nhưng không phải là người đàn ông may mắn trong sự nghiệp. Sau năm điển trai này từng khiến triều Lệ Diễn si mê, nhưng anh lại không thấy nổi tiếng và được yêu thích bằng nàng Tiểu Cốt. Mã Khả sinh năm 1990 tại Hà Nam, Trung Quốc. Từ bé, anh đã có niềm đam mê với phim ảnh và mong muốn trở thành diễn viên. Sau này, Mã Khả theo học ngành diễn xuất tại Học viện Hĩ Kịch Trung ương năm 2008. Tốt nghiệp, Mã Khả từng được đánh giá là một diễn viên triển vọng của nền điện ảnh hoa ngữ. Tuy nhiên, chẳng đường theo đuổi đam mê của Mã Khả không thuận lợi. Mất tận 7 năm, anh mới thực sự được biết đến mùi vị của sự nổi tiếng. Theo đó, cái tên Mã Khả được chú ý sau khi anh đóng sát thiên mạch trong hoa thiên cốt cùng với hoa kiến hoa và triều lệ dĩnh. Với tạo hình nhân vật phi giới tính, Mã Khả thực sự tỏa sáng. Nhân vật của anh khi đó được gọi với biệt xanh ưu ái là sát tỷ tỷ. Năm đó, các tên mã khả gây chú ý chẳng kém gì bạch tử hỏa của Hoa Kiến Hoa và tiểu cốt của Triều Lệ Dĩnh. Sát Thiên Mạch là ma quân đứng đầu ma giới, kẻ coi trọng nhan sắc hơn cả tính mạng của chính mình. Sát Thiên Mạch đem lòng yêu đơn phương Hoa Thiên Cốt của Triều lê Dĩnh nên không ngần ngại hy sinh để chứng minh tình cảm. Đáng tiếc, việc xa thân bảo vệ Hoa Thiên Cốt đối đầu với bạch tử hỏa, Hoa Kiến Hoa thủ vai cũng không thể giúp lục giới để nhất Mỹ Nam này thắng nổi số phận của tình yêu. Sa Thiên Mạch từng gây sốt với câu nói, Bạch Tử Hỏa nếu người dám vì các đệ tử của mình mà tổn thương nàng dù chỉ một chút, ta sẽ diệt cả môn phái ngươi. Nếu người dám vì người trong thiên hạ mà động đến nàng, ta sẽ giết sạch người trong thiên hạ. Ngoài danh tiếng ngày càng vươn xa, Mã Khả còn được khen ngợi về diện mạo. Có thể nói, vẻ ngoài của anh thực sự rất ấn tượng thậm chí chính triều Lê Dĩnh cũng bày tỏ sự si mê nhan sắc của sát tỷ tỷ này. Nàng tiêu cốt vì có nhiều cảnh quay với sát thiên mạch nên cực kỳ thân thiết, cô từng thốt lên rằng sát tỷ tỷ đích thị là xinh đẹp nhất thế gian. Sau này, quan hệ của Triều Lê Dĩnh và Mã Khả ngày càng tốt đẹp và được duy trì sau bộ phim. Đến giờ, nam tài tử vẫn gọi Triều Lê Dĩnh bằng biệt danh trong phim là Tiểu Cốt. Không thể phủ nhận, Mã Khả từ sau Hoa Thiên Cốt là cái tên nổi đình nổi đám. Anh xuất hiện liên tục tại các sự kiện được báo chí, ưu ái, khán giả mến mộ. Hàng loạt các nhà làm phim tìm đến mã khả với các dự án mới, không bỏ lỡ cơ hội, nam diễn viên đều gật đầu đồng ý, nhận tất cả. Từ năm 2016, Mã Khả đóng phim liên tục, nhưng vì không chọn lọc phim, đóng vô tội vạ kể cả phim rác, phim thảm họa khiến danh tiếng của sao nam này tụt dốc. Đây đích thực là sai lầm của Mã Khả, anh không có dự án chất lượng giúp bản thân vượt qua được vài diễn, sát tỉ tỉ. Mã Khả nhận về sự ê chề khi các dự án phim như Từ Mỹ Nhân, Trọng Sinh, Chi Xanh, Lưu cử Tinh đều bị chê bai thầm tệ. Khán giả chán nản khi anh xuất hiện liên tục nhưng chẳng có vài diễn nào gây chú ý sau hoa thiên cốt. Năm 2017, Mã Khả còn trở thành cái tên gây chú ý khi lọt vào danh sách 10 ngôi sao chuyên đóng phim thảm họa. Có thể nói việc đóng phim liên tục không mang chất lượng khiến cho sau nam này tụt sốc không phanh sự nghiệp. Kéo theo đó, tài năng của Mã Khả cũng bị thui chột dần. Ở tuổi 33, anh còn bị cho là hết thời. Vì được mệnh danh là sao nam chuyên đóng phim rác, các đạo diễn chẳng còn quan tâm đến Mã Khả. Cũng không có ai định mời anh tham gia dự án của mình vì sợ bị ảnh hưởng tới danh tiếng. Dần dần, Mã Khả xuất hiện trở lại với các vai dễ phủ, mờ nhạt, làm nền cho các đàn em mới nổi. Khán giả có thể thấy nam diễn viên sinh năm 1990 này xuất hiện trong các dự án như Trước bật lửa và váy công chúa, Xin chào bạn gái đông bắc của tôi, Xuân khuê mỏng, Lý Nhân, Pha kén. Ở tuổi U40, Mã Khả vẫn trẻ trung và điền trai. Hơn thế, diện màu của anh không khác gì thời điểm còn đóng hoa thiên cốt. Hơn thế, ở Mã Khả có sự trưởng thành và trưởng chạc hơn hẳn. Tháng 4 năm 2021, Mã Khả gây sốc khi tuyên bố đã lên chức cha. Cụ thể, anh chia sẻ hình ảnh bàn tay nhỏ trên trang cá nhân với dòng trạng thái. Chào mừng đứa nhỏ đến với thế giới tuyệt vời này. Mẹ và cha sẽ yêu thương bảo vệ và đồng hành cùng con. Bà xã Vương Đà Nì vất vả rồi. Thực tế, từ tháng 1 năm 2021, Mã Khả bị bắt gặp đi ăn cùng với một người phụ nữ đang mang thai. Ngay sau đó, sát tỉ tỉ năm nào đã lên tiếng xác nhận đó là bà xã của anh. Ngoài ra, nam diễn viên cũng đồng thời cho biết cả hai đã kết hôn được 2 năm, nhưng bí mật. Vì Mã Khả có đời tư sạch sẽ và kín tiếng nên tin tức anh bí mật kết hôn với Vương Dani khiến không ít người bất ngờ, nhưng người hâm mộ vẫn chúc phúc cho hạnh phúc và gia đình nhỏ của anh. Dù yên bề ra thất, Mã Khả vẫn tiếp tục tham gia đóng phim, nhiều người kỳ vọng anh sớm thoát khỏi cái bóng năm nào của vai sát tỷ tỷ. Thời gian gần đây, Mã Khả thường livestream bán hàng hoặc trò chuyện với fan, cho thấy cuộc sống êm đềm và vui vẻ